Chào mọi người quay lại kênh Anh Min Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 463 của Bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Một cái bàn to bị một trưởng đánh nát, phẫn nộ hùng hồ nháy mắt quét qua cả đại điện đón khách. Giấc, nguyên khí chấn động, vách tường quanh đại điện đều hiện lên vết nứt. Đây là lửa giận của thiên chủ đồng thời một cỗ ý niệm bất hủ mạnh mẽ bùng lên. Tự hồ một tồn tại trí cao sinh ra từ khai thiên lập địa đang tức giận, Hư Vô Thiên chủ nổi giận, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Hàn gần như muốn phun ra lửa. Ghế ngồi dưới tay của hắn kê cả chiếc bàn đều bị pháp lực chấn vỡ, mọi người trong đại điện đều ngậm chặt miệng, nhìn vị thiên chủ đang nổi giận, trạng thái nguy hiểm chạm vào sẽ bùng nổ ngay. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hư Vô Thiên chủ đứng dậy, hình thể cao lớn đội trời, toàn thân như chiếc trụ chống trời. Lời Phương Hàn vừa nói, không chỉ Hư Vô Thiên chủ cùng những người bên cạnh hắn ngay cả Di Bảo cũng phải giật mình. Không ngờ lại nói lời lẽ kịch liệt như thế bảo đối phương quỳ xuống xin lỗi rồi cút đi nếu không thì chết điều này quả thật không còn chút đường lùi bước ta bảo ngươi quỳ xuống nhận lỗi dập đầu thì xéo đi như kỹ là lan ra nếu ngươi đi ra hoặc là bay ra ta đều sẽ đánh gãy chân ngươi đương nhiên ngươi lựa chọn chết ta sẽ không nói nhiều ta tự nhiên thành toàn cho ngươi phương hàn híp mắt lặp lại lời mình vừa nói không chút để ý hư vô thiên chủ đứng lên ở trong mắt hắn hư vô thiên chủ quả thật rất mạnh quả thật tương đương với mình khi còn chưa thăng cấp thiên quân đã đánh với hoàng phủ bỉ ngạn trong cơ thể có một cánh cửa nho nhỏ là tiên thiên môn là do hắn lấy được tiên thiên nguyên từ cánh cửa vĩnh sinh phun ra mà rèn thành tiên thiên môn nghe nói là trí bảo trong vũ trụ tung hoành rất nhiều kỷ nguyên hỗn độn tồn tại cùng chúng diệu môn một khi rèn thành sẽ có uy lực rất lớn có được tiên thiên lực giơ tay nhấc chân đều có lực lượng siêu việt trong thiên địa đây là lực lượng mà hư vô thiên chủ nắm giữ dưới thiên quân không có ai chống lại hắn tiên thiên nguyên cũng là vật chất do cánh cửa vĩnh sinh phun ra mạnh mẽ hơn thì quang xa không biết bao nhiêu lần khác biệt như bùn với vàng dòng hư vô thiên chủ nắm giữ tiên thiên nguyên đúc thành tiên thiên môn vô cùng cao ngạo dù là thiên quân bình thường cũng không làm gì được hắn có được thực lực tương đương phương hàn vào thời điểm đại chiến hoàng phủ bị ngạn còn đặt ai trong thiên địa này ở trong mắt ha 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 hư vô thiên chủ nghe lại phương hàn nói tức quá hóa cười tốt thật là tốt hư vô thiên chủ ta từ bé đến giờ Tu đạo không biết bao nhiêu năm tháng, chưa từng nghe qua lời cuồng vọng như thế. Ngươi là kẻ đầu tiên dám nói những lời này ở trước mặt ta. Hư Vô Thiên Chủ, kẻ này quá cuồng vọng, tội đáng chết vạn lần, nhất định phải giết hắn. Để cho hắn thừa nhận cho tấn đau khổ vô tận, ngay cả Di Bảo cũng phải chịu trách nhiệm, tội không thể tha, để cho ta bắt lấy hắn." Một người trẻ tuổi đứng lên, đột nhiên trực tiếp tung một trường tuyệt sát tới Phương Hàn. Một trường này lập tức xuất hiện một tấm hà đồ trong không trung, đây là hà đồ trấn thần quyền tuyệt học của Hà Đồ Thiên Quân sóng gió cuồn cuộn, hóa thành luyện ngục nước lửa giao dung hiền ép xuống. Đột nhiên, một đạo quyền kình phóng lên cao chấn đập nát hà đầu kia. Không phải Phương Hàn ra tay, mà là Phong Bạch Vũ ra tay. Một quyền đánh ra chư thần hoàng hôn. Ánh sáng hoàng hôn lóe lên bao phủ hết thảy. Hà đồ chấn thần quyền kia bị tan vỡ từng tấc dưới ánh sáng hoàng hôn. Người trẻ tuổi kia hoảng sợ không thôi, bị một quyền của Phong Bạch Vũ đánh phá, quyền kình cương mãnh xâm nhập vào cơ thể lập tức bay vọt ra ngoài, miệng phun máu tươi thân thể rách nát rơi vào đình viện nằm dưới đất riêng rỉ đau đớn ánh sáng hoàng hôn không ngừng lóe lên trên người hắn ăn mòn nguyên khí của hắn muốn chết nhìn cảnh này hư vô thiên chủ hoàn toàn phẫn nộ bàn tay chụp tới nguyên khí ngưng tụ đẩy vào hư không vô số tiên thiên khí ngưng tụ đương trường cuối cùng biến thành một cánh cửa tiên thiên môn hiện ra hoàn toàn khí thế hùng hồn cắn nuốt vạn vật tinh luyện tất cả nguyên khí trong đó cẩn thận di bảo muốn đứng lên ra tay lại bị phương hàn khoát tay vẫn ngồi tại chỗ. Tiên thiên môn, muốn làm khó ta. Về mặt phong bạch vũ hiện ra hàm xúc khí nuốt núi sông, thương xót thiên địa. Hơn nữa sau đầu hắn xuất hiện những vòng Phật quang, một cánh cửa mơ hồ hiện lên. Cánh cửa này là một tòa Phật môn. Không biết thế nào. Phong bạch vũ lại diễn hóa ra một cảnh cửa Phật đạo đến từ viễn cổ xa xăm. Ở trên cánh cửa kia, viết hai chữ to. Thích giả. Cánh cửa Phật đạo đến từ viễn cổ kia thần bí mênh mông, vừa ngưng luyện ra liền va chạm với tiên thiên môn hai cánh cửa to lớn va chạm ở không trung phật quang vô cùng vô tận tiên thiên khí bắn ra tựa hổ muốn sinh ra thiên địa hủy diệt vũ trụ trong khi va chạm vừa va chạm phong bạch vũ liên tục lùi ba bước còn hư vô thiên chủ hử lạnh một tiếng thân thể liên tục lay động búi tóc cũng phát ra tiếng đất gãy không ngờ cân sức ngang tài thích giả môn hư vô thiên chủ hét lớn một tiếng liên tục giống lên ngươi quả nhiên đúng như lời đồn là thích giả thiên quân chuyển thế đệ tử thứ nhất của thế gian tự tại vương phật phật môn viễn cổ trong người từng chứa đựng phong ấn trung kết thánh vương. Hiện giờ trí nhớ của ngươi đã thức tỉnh, diễn hóa ra thích giả môn thần bí nhất. Đúng thế. Phong Bạch Vũ sắc mặt bình tĩnh như lão tăng nhập định, từng đạo phạm sướng phát ra từ người hắn. Diễn hóa thích giả môn càng thêm thuần khiết, càng thêm đại bi thiên địa. Loáng thoáng, trong thích giả môn kia đang ngồi một vị cổ Phật, tự hồ là kiếp trước của Phong Bạch Vũ, thích giả thiên quân. Thích giả thiên quân cực giống thế gian tự tại vương Phật, thần vận phi phàm, hơi động một chút, Ma vô lượng kinh văn như những hạt cát tràn ra toàn thân, cuồn cuộn hóa thành thích giả môn chống lại tiên thiên nguyên. Đáng giận, sắc mặt hư vô thiên chủ như gan heo, liên tục vận chuyển tiên thiên môn đánh ra tiên thiên thần quyền chí tôn đại đạo, vẫn không làm gì được phong bạch vũ. Phong bạch vũ càng đánh càng mạnh, khí tức trên người kéo lên cao. Cuối cùng, phật quang sông tận trời, thương xót đại địa, trong hư không hoa rơi ngập trời, vô số cổ phật hiện ra trong hư không, khắp nơi như một mảnh phật môn thịnh thế. Vô số phật vương xuất hiện trên bầu trời từ trong dòng sông tương lai quá khứ như mở ra một lần pháp hội không tỉnh khóa hậu. Nghe lời ta, lập tức là Phật. Lực lượng của Phong Bạch Vũ càng lúc càng lớn, tựa hồ trí nhớ chìm sâu đều được thức tỉnh, tiến hành phản kích trần áp hư vô thiên chủ. Phương Hàn hai mắt sáng lên, hắn đã sớm liệu trước tiềm lực trong người Phong Bạch Vũ là vô cùng vô tận chính là thích giả thiên quân thân bí nhất Phật môn viễn cổ truyền thế. Là đệ tử thứ nhất dưới trướng thế gian tự tại vương Phật, thậm chí sau khi thế gian tự tại vương Phật viên tịch, chân chính đứng đầu Phật giới cũng là thích giả thiên quân chẳng qua hiện giờ đã chuyển thế trở thành phong bạch vũ hư vô thiên chủ liên tục lui ra sau không ngờ lại bị phong bạch vũ đánh lui hắn vô cùng khuất nhục cảm giác mình ra tay thế nào đối mặt với phong bạch vũ thì cũng không có hy vọng đánh bại đối thủ đối phương hoàn toàn biến thành đại đạo phật môn trình bày chân lý viễn cổ thương xót trời đất lòng mang đại bi thiên địa dung nạp hết thảy bất luận hư vô thiên chủ ra tay thế nào toàn bộ đều bị hóa giải hơn nữa lực lượng phản kích càng lúc càng lớn các cao thủ đi theo hư vô thiên chủ cũng đều lui ra, gia nhập cùng hư vô thiên chủ chống lại. hai bên đánh nhau không ngừng, phương hàn mắt lại ngồi xem, vẻ mặt tươi cười. hắn đã sớm nhìn ra, không lâu sau phong bạch vũ có khả năng thăng cấp thiên quân. thích giả thiên quân viễn cổ không phải tầm thường, tuy rằng thích giả thiên quân còn có một sư huynh là thiện ác tịnh vương phật, nhưng ở thời viễn cổ thì danh hào thích giả thiên quân vượt xa vị sư huynh này. nghe nói thích giả thiên quân là trí tôn Kiệt xuất nhất phật môn. Thế gian tự tại vương Phật từng tiên đoán thích giả thiên quân có thể sáng lập ra văn minh Phật môn. Độc bá một cái kỷ nguyên. Chỉ bằng mượn nhờ thích giả môn. Phong Bạch Vũ lại có thể chấn áp được hư vô thiên chủ cùng một đám thủ hạ cao thủ đến mức không thở nổi. Đáng chết là thích giả thiên quân chuyển thế. Ta muốn luyện hóa ngươi để cho từng là Phật môn trí tôn hoàn toàn ngã xuống. Hư vô thiên chủ hét lớn. Tông chiêu mạnh mẽ. Nguyên khí cùng bạo. Nhưng lại bị phong Bạch Vũ hóa giả. Một mảnh màn trời vàng dòng phủ xuống, bao bọc tất cả nguyên khí trong đó. Nghe lời ta, Phật ta phổ độ chúng sinh, niết bàn cực lạc, bao dung hết thảy tội ác. Phong Bạch Vũ hóa thân thích giả thiên quân, kinh văn ngày càng mãnh liệt, cuối cùng còn muốn độ hóa Hư Vô Thiên Chủ này. Một vị cao thủ cấp bậc của hoàng bên cạnh Hư Vô Thiên Chủ đột nhiên không chịu nổi bị độ hóa, toàn thân lây dính Phật quang, tiến hành công kích đồng bạn bên cạnh. Mã Nguyên, ngươi điên rồi, tại sao đánh chúng ta? Hắn bị độ hóa. Cẩn thận hư vô thiên chủ không chút dây dưa một trưởng chém giết tên tùy tùng bị độ hóa cướp lấy tinh khí dung nhập vào tiên thiên môn triệt để chiến đấu với phong bạch vũ hắc 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 đúng lúc này từ không trung truyền ra một tiếng cười âm hiểm rất nhiều người bóng người bay từ cửa vào rơi xuống đại điện phủ đệ di bảo người dẫn đầu là một vị trí tôn trẻ tuổi mặt như quan ngọc mặc trường bảo thân thể thon dài có thể nói là hoàn mỹ làn da trắng không tỉ vết lại là một vị thiên chủ ở bên cạnh thiên chủ này là một vị hoàng giả đứng thẳng trên tay cầm một thanh loan đao loan đao ẩn sâu trong vỏ đao bên trên khảm các loại bảo thạch mỗi một loại bảo thạch đều giống như ánh mắt tà thần cực kỳ tà ác đúng là ông hoàng gia tà ác kia chư thần thiên chủ di bảo đứng lên nhìn người trẻ tuổi kia chư thần thiên chủ ngươi có ý gì không được ta mời lại đám tự tiện xông vào phủ đệ của ta tại sao không để ý quy củ không sợ ta đến trường lão hội chỉ trích hay sao ha ha Nam tử trẻ tuổi kia cười dài nói, lần này ta không mời mà đến là vì gặp một nhân vật, không ngờ lại gặp một trận đại chiến. Hư vô thiên chủ lần này ngươi chịu thiệt rồi gặp phải thích giả thiên quân chuyển thế. Di bảo, ngươi thật to gan, cầu kết người ngoài đối phó thiên chủ khỏi nguyên vương triều chúng ta. Đang xem phong bạch vũ chiến đấu cùng hư vô thiên chủ đột nhiên ung hoàng gia tà ác phát ra một tiếng rít. Ai nhân cáo trạng trước trực tiếp chỉ trích. Di bảo, ngươi to gan lớn mật, lại dám cấu kết người ngoài sát hại thiên chủ khởi nguyên vương triều, còn có gì để nói. Nhanh nhận tội hành pháp, còn có một đường sống sót. Một vị cao thủ sau lưng ung hoàng ra quát, ta đã thấy quen kẻ ngậm máu phun người, nhưng mà ngậm máu phun người như ung hoàng ra đây, ta lại chưa thấy qua. Di bảo nhàn nhạt nói, ung hoàng ra ngươi chẳng qua là một cổ hoàng mà thôi, người nhỏ nói lời nhẹ, lại dám phạm thượng chỉ trích ta bằng vào một câu này thì ta đã có thể giết ngươi rồi. Giết ta. Di bảo ngươi thử xem, Ung Hoàng gia dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Di Bảo. Tiếp đó ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn. Ngươi chính là Phương Hàn. Nam nhân của Di Bảo ở thế tục. Ung Hoàng gia giống như biết hết mọi thứ. Gần đây không ngừng náo loạn thiên đình 10 vạn đại châu, đánh cắp tạo hóa tế luyện tạo hóa thần khí, tai họa thiên đình, chém giết rất nhiều cổ hoàng, lại bị bỉ ngạn Chu Thiên Quân hoàng phủ bỉ ngạn đổi giết, đào thoát thành công, nổi bật nhất thời. Chẳng qua ngươi cho rằng bằng chút lực lượng nho nhỏ này là có thể đến dương oai ở khởi nguyên phương triều ta. Giao quang, kẻ này rong dài nhàm chán ngươi giết hắn đi để hắn câm miệng lại phương hàn khẽ nói phong giao quang bước ra trên tay xuất hiện một đoàn kính quang kính quang hùng hồn như biển gầm trói sáng như thánh quang vô lượng đánh về phía ung hoàng gia tiểu bối ngươi thật dám ra tay ung hoàng gia không ra tay chư thần thiên chủ lại ra tay người thanh niên này vừa động bắn ra sát khí nghiêm nghị giơ tay nhấc chân bắn đánh ra một đạo thần trưởng đánh cho kính quang của phong giao quang bắn tứ tán phong giao quang không e sợ chút nào thân thể vừa động ý niệm võ đạo hùng mạnh thẩm thấu ra đánh ra một bộ thần quyền ẩn chứa tinh túy võ học huyền bí là võ giới thiên võ quyền thiên võ quyền chư thần thiên chủ biến sắc đây là tuyệt học võ giới chỉ có bất bại thiên chủ ở khởi nguyên vương triều chúng ta mới có được ngươi làm sao biết bộ thần quyền này bất bại thiên chủ đâu rồi hắn loáng thoáng cảm giác được một chút khí tức không rõ muốn biết sao trước khi ngươi chết ta sẽ cho ngươi biết phong giao quang lạnh lùng nói võ đạo thần quyền càng thêm chặt chẽ thân thể động như sấm đánh tĩnh như sử nữ khi thì đánh mạnh tung hoành khi thì như mưa phùn triền miên quả thật lĩnh ngộ tất cả huyền bí võ đạo từng đạo kinh văn theo trưởng phong của nàng bay ra là thiên hoàng kim kinh là kinh văn của thiên hoàng đệ tử hồng mông đạo nhân thống trị đại thế giới huyền hoàng tu vi tương đương thiên quân bản thân phong gia quang là khí linh thiên hoàng kính truyền thế tuy rằng kém hơn phụ thân phong bạch vũ chính là thích giả thiên quân vương phật phật môn truyền thế nhưng được Phương Hàn đưa vào thi hài thiên quân võ giới, cắn nuốt tất cả tu vi bất bại thiên chủ. Đã triệt để đại thành, đạt đến độ cao mà kiếp trước cũng không tới. Hiện giờ, nàng đại chiến cùng chư thần thiên chủ vẫn ngang sức ngang tài. Ngược lại ung hoàng gia liên tục lui ra, dùng ánh mắt kinh dị nhìn phong giao quang. Nàng ta làm sao trưởng thành tới trình độ này được, dù là khí linh thiên hoàng kính chuyển thế. Chẳng qua chỉ là một kiện tiên khí vương phẩm làm sao lại vượt qua được bản tôn. Lai lịch ung hoàng gia thật thần bí dường như cái gì cũng biết được. Chư thần thiên chủ phong giao quang này là khí linh thiên hoàng kính chuyển thế. Am hiểu thiên hoàng đạo. Ngài dùng diệt thiên ma công là có thể khắc chế bản thể tư diệt nàng ta. Diệt thiên ma công là ma công vô thượng do A Dục Tô Ma Thiên Quân dưới trướng Nguyên Thủy Ma Tôn sáng tạo. Hiện giờ ngài đã luyện tới tầng thứ 9, hoàn toàn có thể hủy diệt bản thể thiên hoàng kính. Ung hoàng gia đột nhiên nói. Được, như lời ngươi nói. Đột nhiên, sắc mặt người thanh niên chư thần thiên chủ đột nhiên hiện ra khí đen, trên người xuất hiện vảy đen rậm rạp những chiếc vầy do cổ tự cấu thành, truyền ra ma khí nguyên thủy nhất, xa xưa nhất, thuần khiết to lớn nặng nề. Đại biểu cho tinh hoa tà đạo, ma chân chính buông xuống nhân gian. Diệt thiên ma, ma thôn nhân gian. Một vòng mặt trời đen bùng lên bàn tay chư thần thiên chủ trực tiếp đánh giết về phía phong giao quang. Phong giao quang thấy tình thế không ổn, lập tức thu liễm tinh quang, chuyển đổi pháp môn suy diễn ra hồng mông thiên đạo. Hồng mông khí cuồn cuộn tràn ra từ thân thể, ngưng tụ thành hồng mông thái cực đồ hoàn mỹ chống lại ma công đánh phá thật náo nhiệt. Di bảo công chúa, phủ đệ của cô thật là náo nhiệt, ngay cả hư vô thiên chủ. Chư thần thiên chủ cũng tới. Di bảo công chúa, cô triệu tập mọi người bàn luận đạo thuật hay sao? Ngay khi phong giao quang, phong bạch vũ, hư vô thiên chủ chư thần thiên chủ giao thủ khó ngừng, lại có hai tiếng nói truyền từ ngoài cửa vào. Một nam một nữ xuất hiện, nam mặc áo trắng, nữ mặc quần áo phấn hồng, phong hoa tuyệt đại khuynh quốc khuynh thành. Hóa đạo thiên chủ, tuyệt đại thiên chủ. Ánh mắt di bảo vừa động, liền ảm đạm. Rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì? Một đám người không mời mà tới. Coi phủ đệ của ta là chỗ có thể tùy ý ra vào hay sao? Không mời mà tới. Nam tử áo trắng nho nhã tiêu sái, một thân phong độ trí thức giống như đại thi nhân đầy bụng kinh luân, chính là hóa đạo thiên chủ uy danh hiển hách ở khởi nguyên vương triều. Còn nữ tử kia là tuyệt đại thiên chủ là tồn tại ngồi nga hàng với bất bại thiên chủ mỗi người cạnh tranh hết sức kịch liệt, rất có hy vọng thăng cấp cảnh giới thiên quân vô thượng. Thực lực của khởi nguyên vương triều nói từ một mặt nào đó phải mạnh hơn chân lý thánh địa nhiều lắm đương nhiên đây là so sánh thực lực dưới thiên quân hơn nữa những thiên chủ này đều không hiện ra trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết đây là đông đảo thiên quân khởi nguyên vương triều liên thủ bố trí cấm pháp nếu không để cho người chân lý thánh địa biết được chẳng phải sáng tỏ hết bí mật chúng ta cũng không phải không mời mà đến nữ tử quần áo màu phấn hồng tuyệt đại thiên chủ cười lạnh nhìn di bảo vừa mới nhận được hiệu lệnh của nguyên lão hội bản mạng thần nguyên của bất bại thiên chủ ở khởi nguyên thánh các đã tắt phù sinh thiên quân giận dữ lôi đình điều tra việc này chúng ta chính là người điều tra việc này cho nên mới đến đây tiến hành điều tra với người hiểm nghi nhất là di bảo ngươi đây là thánh chỉ khởi nguyên một đạo thánh chỉ mở ra bên trên hiện ra rất nhiều ấn ký chữ viết lực lượng hùng mạnh rung động toàn trường phong bạch vũ phong giao quang cảm nhận được khí tức đều đẩy ra còn hư vô thiên chủ chư thần thiên chủ cũng liên tục lui về phía sau thần sắc khiếp sợ cái gì bản mạng thần quang của bất bại thiên chủ đã biến mất, tức là hoàn toàn ngã xuống. Sắc mặt Hư Vô Thiên Chủ cực kỳ khó coi, vừa kinh vừa giận. Kinh ngạc là bất bại thiên chủ đã chết, giận là hắn lại không phải đối thủ của Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ thức tỉnh rồi nguyên linh kiếp trước, bày ra lực lượng thích giả Thiên Quân Vương Phật viễn cổ, gần như đánh cho Hư Vô Thiên Chủ vô cùng khuất nhục. Nếu tiếp qua một lúc nữa mà tuyệt đại thiên chủ, hóa đạo thiên chủ còn chưa đến, có thể hắn còn ngậm ngùi khuất nhục bại trận. Tốt lắm, chiến đấu tách ra Hiện giờ bắt đầu điều tra chuyện bất bại thiên chủ ngã xuống. Chờ điều tra rõ ràng chuyện này. Phải đi viện nguyên lão vương triều nhận trừng phạt. Vi bảo. Ngươi có hiểm nghi lớn nhất. Chúng ta phải bắt đầu điều tra từ ngươi. Bởi vì ai cũng biết ngươi có thủ oán với bất bại thiên chủ. Tuyệt đại thiên chủ mở ra thánh chỉ. Tuyên đọc ý chỉ trên đó. Tiếp đó nói. Ta đã sớm điều tra. Hơn nữa nắm giữ chứng cứ. Ông hoàng gia. Ngươi nói đi. Vâng. Hai vị thiên chủ đại nhân ông hoàng ra cuối người trước hai vị thiên chủ trong ánh mắt lóe ra tia sáng lãnh khốc tựa như thực hiện được gian kế trước đó bất bại thiên chủ đi ra chém giết bằng hữu của di bảo chính là bốn người này đây phong bạch vũ phong giao quang còn có nữ tử họ hoàng kia còn có phương hàn này chỉ là hiện giờ bốn người trở về bình yên vô sự ngược lại bất bại thiên chủ gặp phải bất chắc trong này xảy ra chuyện gì chỉ cần là người bình thường thì cũng có thể hiểu được đạo lý trong đó hơn nữa các vị cũng thấy được vừa rồi trong lúc ra tay cô nàng phong Rao quang kia thi triển ra quyền pháp võ giới võ giới cao cao tại thượng ở chư thiên vạn giới đến giờ vẫn không xuất thế thậm chí không ai biết võ giới ở nơi nào chỉ có bất bại thiên chủ đạt được thi thể thiên quân võ giới ngã xuống điều này biểu lộ bốn người này giết bất bại thiên chủ cướp lấy tinh hoa võ đạo của hắn phong bạch vũ thách giả thiên quân viễn cổ truyền thế vừa rồi cũng đã nhìn ra võ lực của hắn phương hàn này từng đại chiến với thiên quân liên thủ đánh hạ lại thêm di bảo bất bại thiên chủ đã bị độc thủ như thế. Công hoàng gia nói năng một phen phân tích từng câu chân thật, không thể làm người ta phán bác. Đáng chết, thật là đáng chết, lại đám âm thầm giết bất bại thiên chủ đây là đảo điên khởi nguyên vương triều chúng ta, hành vi đại nghịch bất đạo, đáng chết. Di bảo này đã tâm bành trướng, đã muốn diệt trừ dị kỷ. Hiện giờ sự tình bại lộ, chỉ sợ là nguy hiểm, phải bị nhốt lại, chọn đời không thể xoay người. Bất bại thiên chủ là đệ tử đắc ý nhất của phủ sinh thiên quân, cứ chết đi như thế nghe nói chết đi còn có xuân sinh công tử tuyệt tình công tử di bảo này xuống tay thật độc đúng là ngu xuẩn ngay lập tức tiếng xôn xao vang lên di bảo ngươi có gì phản bác tuyệt đại thiên chủ hóa đạo thiên chủ nhìn thật sâu di bảo chúng ta cho ngươi quyền lực phản bác sắc mặt di bảo có chút động lại nói chuyện này là vu khống ai thấy được bọn họ giết bất bại thiên chủ chứng cơ đâu chỉ bằng phỏng đoán là có thể định tội bất bại thiên chủ kia làm việc kiêu ngạo có lẽ gặp phải nhân vật lợi hại đánh chết hắn. Về phần võ học võ giới, Phong Giao Quang cũng từng được truyền thừa võ giới. Tóm lại, không có nhân chứng vật chứng xác thực, đừng mơ vu oan chuyện này lên đầu ta. Vậy sao? Ung Hoàng gia nói. Chỉ sợ chuyện này không phải do Di Bảo cô muốn được. Hóa đạo thiên chủ, tuyệt đại thiên chủ chuyện hôm nay hiển nhiên đã sáng tỏ. Ngụy biện không có tác dụng. Các vị an bài thế nào? Tự nhiên là mang tất cả người liên quan đi viện nguyên lão thẩm vấn. Di Bảo ngươi cũng không ngoại lệ. Tuyệt đại thiên chủ nói, muốn ngụy biện, các ngươi tới viện nguyên lão đối mặt các vị thiên quân mà ngụy biện. Đi thôi. Di bảo công chúa. Hóa đạo thiên chủ đồ cợt nói, ngụy biện. Đúng lúc này, Phương Hàn đứng lên. Loại chuyện nhỏ như giết bất bại thiên chủ còn phải ngụy biện. Đúng thế, chính là ta giết bất bại thiên chủ. Hắn thừa nhận. Các người nghe không? Chính miệng hắn thừa nhận. Ông Hoàng ra hồ to. Đúng vậy. Chính miệng ta thừa nhận chẳng qua người nghe được ta nói. Là bất hạnh của các ngươi. Phàm là người nghe lời ta nói, đều phải chết ở chỗ này." Phương Hàn nói nhẹ nhàng như không. Phương Hàn trực tiếp đứng lên, không một lời thừa, ánh mắt sắc bén bắn tới từng người. Hóa đạo thiên chủ, Tuyệt đại thiên chủ, Hư vô thiên chủ, Chư thân thiên chủ cùng đông đảo cao thủ, cùng ung hoàng gia kia, những người này đều lộ ra vẻ kinh hãi, tiếp đó lại phẫn nộ, khẩu khí thật lớn, giết tất cả chúng ta. Hiện trường trầm tĩnh một lúc, tiếp đó bộc phát ra một trận cười lạnh, phẫn nộ, còn có gào thét điên cuồng. Hóa đạo thiên chủ cả người chấn động, trực tiếp nhìn về phía Phương Hàn. Di bảo, hiện giờ ngươi không còn lời gì để nói rồi chứ. Bằng hữu của ngươi, không, nên nói là nam nhân thô lỗ này tự thừa nhận giết bất bại thiên chủ, đã sớm không cần điều tra nữa. Lại còn ngông cùng muốn giết tất cả chúng ta ở đây, dựa theo pháp lệnh khởi nguyên vương triều, hiện giờ ta có thể bắt ngươi. Ha ha ha, giết tất cả người ở đây. Phương Hàn, ngươi cho rằng đây là thiên đình rách nát của ngươi có thể cho ngươi muốn làm gì thì làm nói cho ngươi đây là khởi nguyên vương triều ngươi giết được hy hoàng thẩm phán thương chẳng lẽ có thể giết được thiên chủ ung hoàng gia ngữ khí sắc nhọn nói hết thảy đều không có nghi vấn nữa di bảo cấu kết người ngoài giết bất bại thiên chủ đắc tội tất cả người ở khởi nguyên vương triều các vị giết hắn di bảo à di bảo cô là công chúa khởi nguyên vương triều vô cùng cao quý sao lại cấu kết tên dã man này giết bất bại thiên chủ làm cho thiên quân tức giận. Bây giờ, cô đã không còn gì để nói rồi chứ. Chẳng qua ta muốn xem, cái tên nam nhân thô lỗ này rốt cuộc có thực lực gì. Vừa rồi còn muốn ta quỳ xuống lăn ra ngoài. Hư vô thiên chủ hung tợn nhìn Phương Hàn, muốn ra tay. Chư thần thiên chủ cũng cười ha ha. Cho dù là thiên quân cũng không dám giết tất cả chúng ta ở hoàng thành khởi nguyên vương triều này. Phương Hàn ngươi cho mình là ai? Không nói thủ nữa. Xử lý di bảo cần có các nguyên lão đồng ý nhưng vẫn phải bắt giữ còn phương hàn này tội ác tài trời không phải người khởi nguyên vương triều không phải chúng ta giết không thả nữ tử phong hoa tuyệt đại thiên chủ phất tay đông đảo cao thủ sau lưng nàng liền bay lên lao về phía phương hàn bố trí thành đại trận tiến hành đánh giết phương hàn nhưng phương hàn không động đậy ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy vận chuyển huyền cơ vũ trụ khó lường vặn vẹo tất cả thời không một tên cao thủ dung phong lên trước nhất trực tiếp nổ tung biến thành một tấm da người chậm rãi rơi xuống đất tiếp đó liên tục vang lên tiếng hét thảm thiết. Phương Hàn liếc tới đâu, đám cao thủ xung phong lên trước đều tự bùng lên ngọn lửa, hóa thành cây đúc sống đau đớn dãy ruộng. Tiếp đó tinh khí cuồn cuộn biến thành một tấm da người cháy khét rơi xuống đất. Trên mặt đất liền phủ đầy những tấm đệm da người, tạo thành một tràng cảnh thảm thiết. Phương Hàn không hề ra tay, chỉ là lết qua. Tất cả cao thủ cấp bậc hoàng giả liền hóa thành tấm da người, khủng bố cùng cực. Đây là chuyện gì? Tại sao lợi hại như thế? Đột nhiên, Hóa đạo thiên chủ ra tay. Nghiệp chứng, ngươi dám giết giáp sĩ khởi nguyên vương triều. Hóa đạo chân quyết, vẫn lạc triệt để. Hóa đạo thiên chủ vừa ra tay. Quyền kinh cương liệt, thân thể nho nhã như đổi thành một người khác, hóa thành vị thần chiến đấu. Thần cương chính nghĩa màu trắng cuồn cuộn ập tới. Mỗi một đạo thần cương màu trắng có thể xé rách một cái quốc gia. Hóa thành quốc gia của mình. Hóa đạo của quyền pháp. Di bảo cả kinh nhắc nhiều phương hàn. Nhưng phương hàn không chút động đậy. Chỉ nói bốn chữ. Không biết lượng sức hai mắt hắn quét qua lập tức mọi người cảm giác thiên địa tối đen thời không vận vẹo từng cái lực trang xuất hiện ở không trung của quyền pháp của hóa đạo thiên chủ nổ tan từng đoạn sau đó toàn thân vận vẹo một đạo thần quang từ ánh mắt phương hàn đánh lên thân thể hắn thân thể hắn lập tức bùng cháy cả người trở thành một ngọn đuốc tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ thân thể hóa đạo thiên chủ tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy khí tức nho nhã của hóa đạo thiên chủ biến mất hết một thân áo trắng cháy xém đang không ngủ dãy ruộng chống cự nhưng từng đạo tinh khí trong cơ thể đang sói mòn dữ dội. Tinh hoa sinh mệnh biến mất không còn. Chỉ một lát sau sẽ bị luyện hóa chết cháy. Hóa đạo thiên chủ là loại người nào? Thiên chủ xa xưa nhất, đệ tử đắc ý nhất dưới trướng thiên quân. Tuy thời tùy lúc chỉ cần gặp được đại cơ duyên là có thể phá tan thiên kiếp. Trói buộc thiên địa, tiến vào cảnh giới thiên quân, trở thành tồn tại bất hủ bất diệt. Nhưng mà hiện giờ, chỉ một ánh mắt của Phương Hàn đã bị nhìn đến toàn thân bốc cháy. Vậy thì Phương Hàn mạnh cỡ nào? Ung hoàng gia, trên người ngươi có một cổ khí tức làm cho ta có cảm giác quen thuộc ngươi là kẻ nào dưới trướng a dục tổ ma thiên quân nguyên thủy nga tông ngươi quân thuộc ta như thế có quan hệ gì với tô tú y từ hạ giới phi thăng thượng giới không cần gạt ta trên thế giới này chư thiên vạn giới không ai có thể gạt được ta không để ý hóa đạo thiên chủ đang kêu la thảm thiết trong ngọn lửa phương hàn quay đầu nhìn về phía ung hoàng gia chậm rãi nói quỳ xuống nói ra hết thảy của ngươi sau đó tự sát ta có thể cho linh hồn của ngươi chuyển thế bằng không ta chỉ lãng phí lực lượng tự mình ra tay. Ngươi sẽ không có kết cục như thế. Trên mặt ung hoàng gia hiện ra vẻ hoàng sợ vô cùng, giọng cũng run run. Phương Hàn ngươi đã sớm tu thành thiên quân, trở thành thiên quân chân chính. Sao có thể? Sao có thể nhanh như thế được? Không thế. Quân vương của trời, làm sao dễ dàng như thế? Nói như vậy, ngươi muốn ta lãng phí tay chân giết ngươi. Phương Hàn lắc đầu. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào ta tới vậy. Vừa nói, hắn vươn tay chụp tới. Toàn bộ hoàng thành khởi nguyên vương chiều như rung lên. Lực lượng của phương hàn che trời phủ đất. Xoay chuyển trời trăng, đánh vỡ hư ảo. Lấy cảnh giới thiên quân chân thật quét ngang vạn cổ. Tung hoành vô địch. Thân thể ung hoàng ra liên tục biến hóa. Ta ác loan đao trong tay đột nhiên rời vô hóa thành đao mang hình bán nguyện, chém về phía phương hàn. Cả người đột nhiên hóa thành một đạo ma khí phóng lên cao. Không nhìn cấm pháp muốn bỏ chạy. Nhưng mà bàn tay của Phương Hàn không ngừng bành trướng, nắm lấy cả thiên địa tạ ác loan đao chém lên bàn tay phương hàn lập tức bị lực lượng hùng hồn tràn vào tẩy rửa loan đao rơi xuống nhập vào trong thân thể phương hàn mà một cỗ lực lượng không ai chống lại được như phủi một con ruồi bò vỗ vào ung hoàng gia ở tận trời cao đánh rơi xuống mặt đất phương hàn lại vươn tay ung hoàng gia tự động bay lên cổ bị bóp chặt kéo lên trên cao quần áo lông hoa lệ cũng run lên ánh mắt kinh hoàng nhìn phương hàn phương hàn tha cho ta ta là hộ pháp a lục ma tông Tô túy Y phi thăng từ hạ giới đã trở thành thiếu chủ A Dục Ma Tông, năm đó hắn là A Dục Tổ Ma Thiên Quân chuyên thế. Cũng là tà thần năm xưa bị ba đại thiên quân thiên địa nhân Tam Hoàng liên thủ trấn áp. Không lâu sau sẽ tu luyện đại thành. Ông Hoàng ra vội vàng giống to. Sợ bị Phương Hàn giết. Nhưng lời hắn còn chưa nói xong, bàn tay Phương Hàn khẽ kẹp lại. Răng rắc, cổ hắn liền vỡ nát, căn nguyên tràn vào thân thể hắn. Khóa chặt tất cả ý chí. Cuối cùng chỉ còn lại một cái sắc không, một đoàn căn nguyên ma khí quay cuồng trên tay phương hàn xuất hiện một cái bóng dáng ma vực vô lượng dường như phương hàn đang dùng tinh khí thân thể hắn suy tính tình huống a dục ma tông trước khi chết ông hoàng ra nghe được tiếng nói của phương hàn những gì ngươi nói ta đã sớm suy tính ra được thiên quân hắn là thiên quân tuyệt đại thiên chủ hư vô thiên chủ chư thần thiên chủ đột nhiên điên cuồng hét lên ánh mắt nhìn về phía phương hàn cũng hiện rõ thần sắc hoảng sợ bọn họ vạn vạn lần không ngờ tới tên nam nhân dã man của di bảo lại là một vị thiên quân di bảo chính là bất hạnh không có chỗ dựa thiên quân cho nên có chút bị động nhưng hiện giờ nam nhân của nàng là một vị thiên quân có lực lượng hùng mạnh như vậy chống lưng khó trách nàng không có gì phải sợ đúng thế ta là thiên quân kỷ nguyên thiên quân lời phương hàn rung động toàn trường tiếng gầm cuồn cuộn bất bại thiên chủ mạo phạm ta có ý muốn giết ta coi rẻ uy nghiêm thiên quân chết không hết tội khởi nguyên vương triều quản giáo không nghiêm ta đến đây khởi binh hỏi tội còn nữa di bảo là thê tử của ta các ngươi lại dám bức bách nàng như thế chết không hết tội các ngươi nói là tự sát hay là chờ ta ra tay thân thể cao lớn của phương hàn đứng giữ chàng từng trận khí tức áp bách tuyệt đại thiên chủ hư vô thiên chủ chư thân thiên chủ không thở nổi thiên quân phương hàn lại là thiên quân một vị thiên quân không phải tầm thường dưới thiên quân đều là con kiến cho dù là lấy thực lực khởi nguyên vương triều cũng không thể tùy tiện đắc tội một vị thiên quân Quy củ xa xưa, bất kỳ hành vi bất kính đối với thiên quân đều là tội lớn. Bất bại thiên chủ bị bất kỳ ai giết cũng là một chuyện nghiêm trọng, là một trận sóng to gió lớn ở khởi nguyên vương triều. Nhưng mà người giết bất bại thiên chủ là một vị thiên quân thì lại khác, khởi nguyên vương triều cũng phải cân nhắc trọng lượng của vị thiên quân này. Nhất là bất bại thiên chủ đắc tội thiên quân bị giết, có thể nói là gieo gió gặt bão. Đây là quyền uy của thiên quân. Thiên quân là bất diệt, cho dù không chống lại được khởi nguyên vương triều, nhưng một khi đánh du kích, xuất quỷ nhập thần. Hôm nay hủy diệt một tòa thành trì, ngày mai hủy diệt một cái môn phái, sẽ là đả kích hết sức nặng nề với khởi nguyên vương triều. Hiện trường im lặng, chỉ còn lại hóa đạo thiên chủ la hét thảm thiết trong ngọn lửa. Phương Hàn lại muốn các thiên chủ này tự sát, có thể nói là quá hung hãn, bức bách những người này tới đường cùng. Ngay khi hóa đạo thiên chủ sắp thiêu đốt hết tinh khí trong ngọn lửa, chết oan chết ủng, đột nhiên một cỗ thần thông mạnh mẽ đến cực điểm đánh xuống từ trên trời, ở bầu trời cực cao. Một tia xét tuyệt thế như trụ chống trời đánh xuống, đánh thẳng vào Phương Hàn. Rốt cuộc thiên quân ra tay rồi sao? Để cho ta xem thiên quân ở khởi nguyên vương triều mạnh mẽ cỡ nào. Phương Hàn vẫn đứng trên mặt đất, hai tay xoay chuyển đẩy lên phía trước. Lập tức, kỷ nguyên thần trận khổng lồ trong cơ thể phóng lên cao. Lực lượng sát na vương bảo. Thiên táng quan sinh sôi không ngừng, hóa thành hai điểm âm dương trên thái cực đồ. Phối hợp kỷ nguyên thần trận trực tiếp đánh tan tia xét tuyệt thế thông thiên thần trụ kia. đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé